cơ khí giỏi nhất. Như thường lệ, Hana đang bận rộn để sửa chữa những chiếc xe bị hư. Xong rồi đó, Nuri à. Cảm ơn chị Hana. Tạm biệt em. Giờ thì mình bắt đầu đói rồi nè. Phải rồi, mình có bánh donut mà. Để coi. Chị Hana. Hả? Bây giờ em phải đi làm nhưng một tay nắm của em bị mất rồi. Vỏ bánh xe của em cũng hơi cũ nữa, chị thay cho em nha. Được rồi, để chị coi đã. Rồi, bắt đầu với tay nắm trước nha. Hana nghe. Mình mới xảy ra một tai nạn, cô có thể tới đây ngay được không? Ôi trời, tôi sẽ lập tức tới đó. Chuyện gì vậy chị? Có một vụ tai nạn, chị phải tới đó ngay. Gì chứ, vậy còn em thì sao? Chị sẽ sửa tay nắm bây giờ, còn vỏ xe thì để sau nha, được chứ? Xong rồi, đi thôi hết. Dạ được. Nhưng em muốn có vỏ xe mới mà. Hôm nay đúng là ngày bận rộn của chị. Chị biết. Chị đói bụng quá à. Xém chút nữa quên mất, còn cái bánh donut nữa mà. Đây là tay nắm xe buýt mà. Dừng lại hết. Xin chào mọi người. Chào em. Gì đây? Là bánh donut mà. Sao lại treo nó ở đây hả? Tayo trở về gara sau khi hết giờ làm việc. Em về rồi. Tayo, mặt em sao vậy? Bộ xảy ra chuyện gì sao anh? Không tưởng tượng được đâu. Chị Hana đã thay cho mình bánh donut chứ không phải là tay nắm cửa. Gì chứ? Cô bé vẫn vụng về như vậy. Trước đây từng xảy ra chuyện này hả chú Sito? Đúng vậy, xảy ra ngay lần đầu tiên chú gặp cô bé đó. Thật hả chú? Chị ấy đã làm gì vậy chú? Tò mò quá. Để chú kể cho nghe. Đó là lần đầu tiên khi chú chuyển từ gara cũ qua nơi này. Wow, tuyệt quá. Vậy là cháu thích gara mới này chứ? Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng ở chỗ này thì cháu thích tiệm sửa xe nhất đó. Chú biết, cháu lúc nào cũng muốn có một tiệm sửa xe mà. Giờ chỉ cần một thợ cơ khí nữa là đủ. Dạ, cháu nhất định sẽ tìm được một thợ cơ khí giỏi và hoàn hảo nhất cho gara xe này. Rất nhiều người đã tới gara khi nghe tin về việc bọn chú đang tìm một thợ cơ khí mới. Cậu ta có vẻ khỏe mạnh đó. Dạ đúng vậy. Tôi đã thấy cậu rất khỏe mạnh rồi. Anh có thể sửa chiếc xe bị hư kia không ạ? Đương nhiên rồi. Đã tới lúc thể hiện tài năng. Đau quá đây ạ. Tôi làm nhẹ mà đau cái gì. Hả? Được rồi, xong rồi. Đừng có khóc nhẹ vậy chứ. Người đầu tiên rất khỏe mạnh nhưng anh ta lại không biết cách chăm sóc các xe. Ôi. Em rất hay ho đúng không? Vỏ bánh xe của em có vẻ hơi cứng. Gần đây em đã tới biển có đúng không hả? Dạ đúng rồi, sao anh biết hay vậy? Anh chỉ nói những gì anh nhìn thấy thôi. Wow, có vẻ cậu ta là thợ giỏi. À được rồi, để anh coi nào. Em làm bộ quần áo của anh dơ hết rồi. Dạ em xin lỗi. Anh rất ghét sự dơ bẩn. Người thứ hai thì có tay nghề cao nhưng tính cách thì quá tệ hại. Sau đó có nhiều người đã đến. Để anh xua nhìn cho. Anh bệnh nặng hơn em luôn. Nhưng không có ai trong số họ đủ điều kiện để làm thợ cơ khí của gara. Nhưng mà lộn bên rồi anh ơi. Hả? Cuối cùng cũng đã hết ngày rồi. Nhưng chưa có ai hết. Chờ đã. Sau đó Hana đã tới. Ở đây đang cần thợ cơ khí đúng không ạ? À? Đúng vậy, nhưng bây giờ thì đã quá trễ rồi. Có thể cho cháu một cơ hội được không ạ? À? Trở thành thợ cơ khí là ước mơ của cháu đó. Chúng ta cho cô bé cơ hội đi. Cô bé có vẻ rất thành thật. Được rồi, vậy cô sửa chiếc xe này nhé. Ôi, dạ được. Nhìn cô ấy có vẻ không được khỏe lắm, để có làm được hay không đây. Chào bạn, mình sẽ sửa cho bạn thật nhanh. Bắt đầu thôi nào. Mình mang sai dụng cụ rồi, sao nó lại ở đây chứ? Xe buýt nhỏ thay
Vậy luôn hả chú? Vậy làm sao chị ấy lại trở thành thợ cơ khí ở đây được ạ? À? Các em hả? Chị Hana tôi về rồi đó hả? Chào chú. Chị Hana, tại sao chị lại treo bánh donut lên tay nắm của em chứ? Chị xin lỗi, do vội quá nên chị lại gây ra sai sót đó mà. Nhưng mà chị sẽ thay cho em một cái vỏ bánh xe mới. Hả? Thiệt hả? Chị thay cho em liền đây mà. Được rồi, chờ chị chút nha. Hả? Ồ, không còn cái bánh nào hết. Ồ, không. Ôi, Hana, cháu quăng cái nón ở đâu rồi? Dạ. Ờ đúng ha, nó đâu rồi ta? Có khi nào chị để quên ở chỗ đó rồi không? Thôi chắc là vậy rồi. Chị Hana thật là vụng về. Được rồi, chị sẽ quay lại đó ngay đây. Đi thôi Hurt. Dạ được. Chị ơi, chị Hana, chị ấy đi đâu trong khi mới nói là sẽ thay bánh mới cho mình chứ? À, chị ấy đi kiếm cái nón trước đó. Chắc là chị Hana thích cái nón đó hơn là em rồi. Chú không nghĩ vậy đâu. Nhưng cái nón đó cũng vô cùng quan trọng đối với Hana. Cái nón đó có ý nghĩa gì hả chú? Phải, để chú kể tiếp chuyện khi nãy cho các cháu nghe. Làm ơn đi mà, cho cháu thêm một cơ hội nữa thôi nha. Được rồi, chúng tôi sẽ cho cô cơ hội, cho nên ngày mai hãy quay lại nha. Cảm ơn chú. Nhưng ngày mai nhớ đừng tới trễ đó. Dạ, chắc chắn rồi. Và rồi ngày hôm sau. Xong rồi, lần này thì mình sẽ không gây ra bất cứ lỗi nào nữa. Có chuyện gì vậy nè? Chắc là chú ấy có vấn đề gì rồi, mình phải giúp chú ấy thôi. Nhưng mà làm vậy thì mình trễ giờ mất. Nhưng mình không thể để chú ấy như vậy được. Ôi không. Chú bị sao vậy? Động cơ của tôi cứ tắc hoài à. Vậy hả? Để cháu giúp chú nha. Thật sao? Cảm ơn cô. Và cuối cùng Hana thêm một lần nữa không đến đúng hẹn. Thấy chưa, cô ấy lại trễ nữa rồi kìa. Cô bé không có vẻ là người như vậy đâu. Cứ mặc kệ đi, chúng ta hãy vào bên trong thôi. Chờ đã. Xin lỗi cháu lại tới trễ. Mấy giờ rồi? Đã qua thời gian mà đáng ra cô phải có mặt rồi đó. Cháu biết rồi. Nhưng hãy cho cháu thêm một cơ hội nữa. Không, chúng tôi không cần một thợ cơ khí không coi trọng thời gian. Vậy là Hana đã mất cơ hội thứ hai như vậy đó. Gì chứ? Vậy ý chú là chị ấy không thể trở thành thợ cơ khí sao? Đúng vậy, nhưng mà sao lại khó kiếm thợ cơ khí đến vậy chứ? Shito. Chú Quan, việc tìm thợ cơ khí của cháu tới đâu rồi? Chán lắm chú ơi, cháu vẫn chưa tìm được người phù hợp. Chú hiểu. Nhưng mà sao chú lại về trễ vậy hả? Chú bị chết máy trên đường về đây đó mà. Cũng may có một cô gái đi qua đã sửa chữa giúp chú. Cô ấy rất có tay nghề và quan trọng hơn là xíu tốt bụng nữa. Còn gì bằng nếu có người như vậy trở thành thợ cơ khí ở đây. Thật hả chú? Cô ấy nhìn ra sao ạ? Là một cô gái rất trẻ. Hình như tên cô ấy là Hana thì phải. Sao ạ? Mình lại không được nhận nữa rồi. Mà kệ đi, chắc sẽ có cơ hội khác thôi. Mình thực sự muốn trở thành thợ cơ khí mà. Cô gái à? Chú đang làm gì ở đây vậy? Tôi có việc muốn nói với cô. Chuyện gì vậy chú? Tôi đã nghe chú qua nói cô tới trễ vì đã sửa chữa giúp chú ấy ở trên đường đúng chứ? Dạ phải, cháu không thể bỏ mặc khi thấy xe hư được. Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu sai về cô rồi. Dạ. Tôi vốn đang tìm kiếm một thợ cơ khí giỏi nhất. Nhưng điều mà tôi mong mỏi nhất chính là tìm thấy một người quan tâm đến những chiếc xe giống như cô vậy. Sao chú? Hana, cô có muốn trở thành thợ cơ khí của chúng tôi không hả? Thiệt sao? Đúng vậy, còn đây là món quà chào đón cô. Cảm ơn chú Sito. Đừng nói như vậy, chúng tôi phải nhờ tới cô giúp đỡ mà. Cháu sẵn lòng. Yeah, mình thành thợ cơ khí rồi. Cô thích dữ vậy hả? Dạ thích chứ. Và đó chính là cách mà Hana trở thành thợ cơ khí của Gara. Và cái nón đó vẫn là báu vật quý giá của cô bé đến tận bây giờ. Thật là cảm động mà. Cháu lại không biết cái nón đó quan trọng tới vậy đó. Tụi em về rồi. Hả? Chị Hana.
Chị đã tìm thấy cái nón chưa? Chưa, nhưng mà đây nè, thay vô bánh xe mới. Wow. Sao hả, em có thích không? Dạ em có, cảm ơn chị nhiều lắm. Vậy còn cái nón của chị? Đừng lo chuyện đó. Cái nón tuy rất quan trọng, nhưng sự an toàn của thầy vô với chị càng quan trọng hơn nữa. Chị Hana. Ủa, chẳng phải đó là cái nón bị mất sao? Kỳ lạ vậy, sao nó lại ở đây chứ? Vậy là chị lại quên nữa rồi. Chị Hana thật là lãng phí. Cuối cùng thì cũng tìm thấy nó rồi. Em thấy là chị Hana đẹp nhất khi đội cái nón đó để làm việc. Đúng là đẹp thâm luôn á. Hôm nay thái độ của các em lạ quá nha. Tụi em có lý do mà chị. Lý do hả? Mặc dù đôi khi Hana có những hành động vụng về, nhưng cô ấy vẫn là thợ cơ khí giỏi nhất. Cuối tuần với chú Sito. Một buổi sáng sôi động và lớp học ở trường đã bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ có buổi thuyết trình về những gì đã làm trong ngày cuối tuần. Ai muốn phát biểu trước đây? Em nè. Được rồi, bắt đầu từ sai nào. Mình đã ra bãi biển và còn được có phà rất là tuyệt vời nữa. Chắc là thích lắm. Còn mình thì đã tới sân chơi. Mình chơi cầu trượt rất nhiều lần và lần nào cũng vui hết luôn á. Thích quá à. Còn em thì sao Tha Vô? Em đã làm gì hả? Em hả? Em không đi đâu cả nên em chẳng có gì thú vị để kể hết đó cô. Vậy sao? Mấy em xe buýt nhỏ có muốn kể gì không? Tụi em cũng giống vậy đó cô. Chúng em cũng chỉ nghỉ ngơi và xem tivi thôi. Cái gì? Vậy thì quá nhàm chán. Thật sự là các cậu không đi đâu hả? Đúng vậy. Em chán những cuối tuần giống như vậy quá rồi. Vậy thì cuối tuần này tụi mình đi đâu đó đặc biệt nha. Phải, đi đến một nơi mà mọi người ai cũng phải ghen tị hết. Hay là đi sở thú đi. Sở thú hả? Nghe có vẻ vui đó. Các cháu đi học có vui không? Dạ có. Chú Sito, cuối tuần này chú đi sở thú chơi với tụi cháu nha. Hả? Sở thú sao? Đã lâu rồi chú không ra ngoài chơi với tụi cháu. Phải đi nha chú. Cuối tuần này chú có việc nên chắc là không đi được. Thôi nào chú Sito, chỉ lần này thôi nha. Chú phải làm việc cho nên không đi được mà. Nhưng các bạn trong lớp ai cũng ra ngoài chơi. Các bạn cười tụi cháu vì tụi cháu chẳng chịu đi đâu. Cái gì? Chú thì lúc nào cũng nói là chú bận rộn hết đó. Nhưng các cháu à, chú à. Chú Sito, chú đang nghĩ gì vậy? Hana. Cháu có nghĩ chú nên đổi ca cuối tuần với xe khác không? Hả? Có chuyện gì vậy chú? Thật sự cũng lâu rồi chú không dành thời gian cho bọn nhỏ. Chú muốn đưa chúng đi chơi sở thú. Nếu là chuyện đó thì để cháu xem nào. Được rồi, cuối tuần này chú có thể nghỉ. Thật hả? Sito, chú cùng bọn trẻ chơi vui nha. Cảm ơn cháu. Và ngày cuối tuần cũng đã tới. Hey, con heo kìa. Ủa, tích kìa. Quạt, quạt. Mọi người chắc sẽ rất ghen tị vì tụi mình được đi sở thú ha. Phải, chúng ta sẽ có một cuối tuần tuyệt vời nhất lớp. Phải. Cái gì vậy nè? Đứng lại. Sao lại có khỉ trên đường vậy? Có chuyện gì vậy? Một con khỉ đã trốn thoát trên đường đến bệnh viện động vật. Chúng tôi phải ngăn chặn ngã tư này cho đến khi bắt lại được. Hả? Khoảng bao lâu thì mới xong hả? Chuyện đó thì phụ thuộc vào Rocky. Quay lại đi. Liệu anh lấy có bắt được nó không? Và liệu là có bắt được trong ngày hôm nay hay không? Muốn anh dùng biện pháp mạnh sao? Nhóc nghĩ anh không bắt được nhóc hay sao? Gì chứ, đứng lại. Ôi không, mũi tên chỉ đường đến sở thú đã bị chuyển hướng và quay sang hướng ngược lại rồi. Chúng ta sẽ phải chờ trong bao lâu đây? Cứ vậy thì sẽ bị trễ đó.
Không thể cứ chờ như vậy. Chú Sito. Bắt được rồi. Cảm ơn Sito. Có gì đâu chứ. Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Đương nhiên. Chú Sito thật là tuyệt vời. Phải đó, mình đi thôi. Để xem đường nào đến sở thú đây. Là hướng đó. Các cháu à, chúng ta mau tranh thủ đi thôi. Yeah. Hẹn gặp lại. Ôi không, cuối cùng thì Sito và các bạn xe buýt nhỏ của chúng ta lại đi sai hướng rồi. Sito và các bạn xe buýt nhỏ vẫn tiếp tục đi mà không hề biết mình đi sai. Chú Sito ơi, chúng ta phải đi bao xa nữa đây? Chà, đáng ra chúng ta phải tới nơi nãy giờ rồi chứ. Nhưng mà sao cháu thấy nơi này nhìn quen quen vậy ta? Phải, nó là... Các bạn ơi, các bạn đang làm gì ở đây vậy? Ô, lâu rồi không gặp mấy đứa. Nana, Raptor. Không lẽ là chúng ta đã về quê? Sao mọi người lại ở đây vậy? Chúng tôi đang trên đường đi tới sở thú đó. Ô trời ơi, chắc anh đi sai đường rồi. Gì chứ? Lỡ hôm nay chúng ta không tới được sở thú thì sao đây? Không. Lẽ ra chú phải nhìn đường cẩn thận. Phải rồi. Hình như ở đây có một đường tắt tới sở thú đó. Chú nói là có đường tắt sao? Đường đó ở đâu vậy? Raptor cẩn thận dẫn đường cho mọi người đi lối tắt tới sở thú. Phải là đường. Được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, Raptor. Nana, tụi mình sẽ quay lại vào ngày khác nha. Bạn hứa rồi đó nha. Tạm biệt. Xe buýt nhỏ, tha vô. Các cháu à, chúng ta tới nơi rồi. Đúng là hên thiệt, nhờ đường tắt mà đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tới được đến rồi. Trong tất cả các ngày mà mấy đứa lại chọn đúng ngày duy nhất họ nghỉ trong năm mà thôi. Không lý nào là như vậy. Em không chịu đâu mà. Ôi, bây giờ phải làm sao đây? Cái vậy còn mưa nữa chứ. Thôi được rồi, chúng ta phải quay về gara thôi. Chắc là mấy đứa nhỏ rất thất vọng về chuyện này. Có chuyện gì vậy nè? Gani, cháu sao vậy? Chắc là cháu bị hết xăng rồi. Cháu không chạy được nữa. Ôi trời. Đây, hãy giữ lấy. Dạ được. Cảm ơn chú Sito. Bây giờ chúng ta đi thôi. Lenny đâu rồi? Không phải em ấy đi với chú sao? Cháu không thấy em ấy nãy giờ rồi. Cái gì chứ? Cháu đừng nói là... Các cháu cứ ở đây nha. Chú sẽ quay lại tìm Lenny ngay. Dạ được. Ôi trời ơi, trời đã mưa mà còn tối nữa chứ. Mình đang ở đâu đây? Mọi người đã đi đâu hết rồi? Mình sợ quá. Ôi không, em bị ướt hết rồi. Sao em lại ở một mình? Em đã bị lạc mất mẹ rồi sao? Chị hiểu mà, chị cũng bị lạc đường rồi nè. Em đừng lo nữa, chị chắc chắn mẹ của em sẽ sớm quay lại tìm em thôi mà. Lani. Chú Sito. Thì ra là cháu ở đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ cháu xin lỗi. Cháu vẫn bình an là chú yên tâm rồi. Đi thôi nào. Dạ thật ra thì... Cháu phải làm sao với em ấy đây? Phải làm sao bây giờ? Chắc đó là mẹ của em ấy. Đúng vậy, thật là may quá.
Đi được chưa hả? Dạ được. Cuối cùng thì các bạn xe buýt nhỏ đã trải qua một cuối tuần mà không được đi chơi sở thú. Chú Sito, mọi người đi chơi vui không? Ê, đừng có nhắc tới nó nữa, không đâu ra đâu hết. Hả? Tại sao vậy chú? Bọn trẻ rất mong chờ được đi sở thú, nhưng vì chú mà mọi chuyện đã không như ý. Thôi mà chú. Vào trưa ngày hôm sau, Sito được phép nghỉ sớm. Bây giờ chắc là bọn trẻ đang thuyết trình về kỳ nghỉ cuối tuần. Hy vọng là chúng sẽ không bị các bạn mình chê cười. Sito. Hả? Ồ, cô Teach. Tôi nghe kể anh đã đi cùng với các xe buýt nhỏ cuối tuần vừa rồi. Phải, đúng vậy đó. Chúng đã có một cuối tuần mệt mỏi vì tôi. Ồ, nhưng trong lớp thì chúng không hề nói như vậy đâu. Hả? Sau đó chú Sito đã nhanh chóng quay lại tóm gọn con khỉ. Chú ấy thiệt là ngầu. Và sau đó tụi mình đã tới ngoại ô luôn. Mình rất vui vì đã gặp lại họ và còn biết được lối tắt để đến sở thú. Chú Sito đã kéo mình đi vì xe mình bị hết xăng. Cảm giác rất tuyệt vời như chơi trò đoàn tàu vậy đó. Mình đã giúp cho một em chó con khỏi bị ướt mưa. Mình cảm thấy rất tự hào khi có thể ra tay giúp được ai đó. Phần hấp dẫn nhất chính là tụi mình đã trải qua một ngày cuối tuần khi được đi chơi với chú Sito. Mấy đứa nhỏ này, chắc anh hạnh phúc lắm Sito. Các bạn xe buýt nhỏ rất là yêu quý anh đó. Đương nhiên rồi. Vậy là Sito và các bạn xe buýt nhỏ đã trải qua một cuối tuần thật đặc biệt với nhau. Chúng ta là một gia đình. Một buổi sáng trong lành ở gara xe buýt. Hôm qua ngủ thật là ngon. Đây là ngày đầu tiên của mình ở gara xe. Thật là hồi hộp quá đi. Chào các anh. Tụi anh đang trên đường đến cửa hàng sửa xe, em đi chung không? Dạ có chứ. Vậy đây chính là quà đó hả? Phải. Chú Sito. Chào các em. Xin chào các cháu. Dạ xin chào. Em đến đúng lúc lắm đó, Hurt. Tinh tinh. Wow. Nhìn nó đẹp quá đi. Đó là gì vậy to? Là món quà chào mừng Hurt gia nhập gia đình của chúng ta. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nó hợp với em lắm đó, Hurt. Rất là dễ thương. Cảm ơn hai anh. Đó là món quà chào mừng gia nhập gia đình. Còn gì cảm động hơn chứ. Chị Hana, chị cho em một cái có được không? Nhìn nó đẹp quá đi chị ơi. Chị xin lỗi Lani, nhưng khi đeo còi báo động thì em sẽ có nhiệm vụ đặc biệt. Hết cũng chỉ được đeo nó lên khi có trường hợp khẩn cấp cần phải sửa xe thôi. Dạ cháu hiểu rồi. Em đừng có buồn như vậy chứ Lani. Đằng nào thì nó cũng không hợp với em đâu. Sao chứ? Mình chưa từng được nhận món quà nào như vậy. Chú và Hana sẽ dẫn hết đi tham quan vòng quanh gara. Các cháu có muốn đi chung không nào? Cháu, cháu muốn đi. Em nói gì vậy? Anh đi thì mới đúng chứ. Các anh ơi. Hurt, em có muốn đi xem chỗ rửa xe trước không hả? Đừng thừa nước đục thả câu như vậy chứ. Không, em không có ý đó mà. Sao họ cứ phải tranh giành loạn xả lên hết mình. Cuối cùng thì tất cả các xe buýt nhỏ đều cùng nhau dẫn Hurt đi tham quan gara. Đây là khu vực rửa xe. Wow. Đầu tiên em đi vào như vậy và sau đó tắm rửa cho thật sạch sẽ. Thật là tuyệt vời. Đặc biệt đâu chú hả? Hệ thống dừng lại đi. Hả? Cái gì vậy? Sao em lại dừng lại? Xin lỗi nha, em chỉ muốn chỉ cho hết cách dừng lại thôi mà. Cái gì? Nhìn anh Rogi y như ông già có râu vậy. Đúng đó. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách nạp nhiên liệu nha. Đầu tiên em phải dừng lại đúng chỗ này. Wow. Tiếp theo là mở nắp nhiên liệu ra. Wow. Thà vô khi nãy em đã chơi khăm anh.
và bắt đầu nạp nhiên liệu thôi. Nạp nhiên liệu. Rogi. Ờ, anh làm sao hả? Họ đang làm gì vậy không biết nữa. Còn đây chính là trạm thực hành trong nhà. Em có thể luyện tập thực hành lái xe ở trong này đó. Wow, tuyệt quá, đi thôi. Hết, em vào trong thử đi. Dạ được. Quay sang trái đi. Giờ thì sang phải đi. Mình tệ quá. Chắc là Hurt cần phải tập luyện nhiều hơn nữa mới được. Đừng buồn mà Hurt. Đây mới là lần thử đầu tiên thôi. Đúng vậy, lần đầu tiên Lan đi thử thì em ấy cũng dở lắm. Em không hề dở đâu à nha. Đúng vậy mà, chú Sito đã la em còn gì. Lani, cháu chưa từng tập chạy sao? Không đâu, làm gì có. Mọi người à, đừng cãi nhau nữa. Đúng đó, lần này tới lượt Lani thông minh đưa hết đi tham quan một nơi khác nha. Thôi quên đi, bây giờ em phải đi làm. Lani. Ca giờ xe buýt nhỏ. Lani đã quay về gara xe sau khi hoàn thành công việc. Em đã về rồi đây. Lani. Ủa, mọi người mới đi đâu về hả? Ừ, bọn anh đã dẫn hết đi vòng quanh thị trấn đó. Ồ, vậy sao? Cảm ơn các anh nhiều lắm. Không có gì. Em vào trong trước đây. Được rồi. Mọi người đều trở nên rất lạ kể từ khi Hết tới đây. Lani. Ờ, hả, có chuyện gì? Mình không biết là ngày mai có thể đưa mình đi quanh thành phố không, nếu như cậu không bận. Mình hả? Phải, vì mình vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với cậu nhiều. Nhưng mình rất muốn làm bạn tốt với cậu. Vậy sao? Cũng được thôi. Thật chứ, bạn hứa rồi đó nha. Hẹn gặp bạn ngày mai. Hẹn gặp lại. Vậy Hết cũng muốn làm bạn với mình. Ngày mai mình phải thật tốt với Hết mới được. Xảy ra chuyện gì vậy nè? Em sao vậy Hết? Có chuyện gì vậy? Còi báo động chị Hana tặng em đâu mất rồi. Cái gì? Em đã để nó ở đó. Bây giờ phải làm sao? Em đừng khóc nữa mà Hurt. Em đã thử tìm xung quanh chưa? Dạ rồi. Vậy là chắc chắn đã có ai đó đã lấy nó đi rồi. Phải rồi, là đi lấy nó đúng không hả? Cái gì? Không có, tại sao em phải lấy? Còn tại sao nữa? Em đã ghen tị với Hurt vì cái cò đó còn gì? Lani, là do em làm thiệt đó hả? Sao vậy? Ai cũng nghi ngờ em hết là sao? Tại vì... Chúng ta phải điều tra cho ra việc này. Ôi không, Rogi. Anh đi đâu vậy? Món quà có thể ở đâu được đây? Anh đang làm gì vậy, Rogi? Chẳng hiểu sao anh có cảm giác là món quà sẽ ở đây. Rogi, anh là chiếc xe buýt xấu xa nhất mà em biết. Lani. Lani. Chào mình với. Cậu đừng có buồn mà. Mình không nghĩ các anh ấy thật sự nghi ngờ cậu như vậy. Thôi đi, tất cả là tại bạn hết đó. Cuối cùng Lani đã không trở về dù trời đã tối muộn. Mình thì bị mất món quà, mọi người thì cãi nhau vì chuyện này. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Ủa? Hurt, sao nhìn em buồn quá vậy? Chị Hana, chỉ là... Đó là... Em đang tìm cái này hả? Nó có chút vấn đề nên chị đã vào thành phố để đổi lại. Thật sao? Phải làm sao đây? Lani chắc là đã cảm thấy rất buồn. Chị Hana, em sẽ trở về liền. Hurt. Mọi người đúng là tệ thiệt.
Sao lại có thể nghi ngờ mình như vậy chứ? Tất cả là lỗi của hết vì đã không cất giữ cho tốt. Nhưng bây giờ trời đã tối quá rồi, mình có nên về không đây? Sợ quá. Không, không được, mình không thể về được. Lani. Hả? Lani. Là hết mà. Lani, cậu đâu rồi? Bạn ấy đi tìm mình sao? Bạn ấy còn không biết rõ khu vực này mà. Mình xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Đó là lỗi của mình. Chứ, cũng chẳng có tác dụng với mình đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Cháu phải lái xe cẩn thận hơn chứ. Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi. Cho cháu tập trung tìm kiếm một thành viên rất quý giá trong gia đình. Thành viên quý giá sao? À, thì ra là vậy. Nhưng mà đã trễ rồi, cháu về nhà đi. Không, không được. Cháu phải đi tìm bạn ấy cho bằng được. Cháu phải nghe lời bọn ta chứ. Chờ đã. Ủa? Cháu xin lỗi. Chắc là bạn của cháu đã gây ra lỗi gì đó trong khi đi tìm cháu. Cháu thật sự xin lỗi. Là Lani. Không sao, nhớ là cẩn thận hơn đó. Giờ thì về nhà đi. Dạ được. Tạm biệt. Lani ơi. Bạn nghĩ gì vậy hả? Bạn có biết ngoài này nguy hiểm lắm không? Mình thật sự xin lỗi. Mau về nhà thôi. Được rồi. Lani. Mình xin lỗi vì đã đẩy bạn vào tình huống này. Mình đã tìm ra còi báo động rồi. Vậy hả? Cảm ơn bạn vì đã giúp mình. Mình cứ nghĩ là bạn không hề thích mình. Chúng ta là người một nhà mà. Hả? Mình đã nghe bạn nói mình là một thành viên quý giá trong gia đình. Chẳng phải người một nhà thì phải giúp nhau hay sao chứ? Lani. Chúng ta mau về nhà thôi. Ngày mai mình còn phải dẫn bạn vào thành phố nữa. Hả? Anh xin lỗi em nha Lani. Anh đã cư xử không đúng chút nào. Thôi bỏ đi. Thôi nào các bạn nhỏ, trên đường về chị có đem theo một số thứ đây. Các em có muốn xem không? Tình tình. Wow. Đẹp quá à. Chị chợt nhớ ra là chị chưa từng tặng món quà nào cho Lani. Wow. Nó là của em sao? Tất nhiên rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Đổi lại các cháu phải hứa là sẽ không cãi nhau với bạn bè và ra ngoài vào đêm khuya. Cháu hứa mà. Công chúa Lani, em thiệt là xinh đẹp quá chừng lơ. Mình nghĩ Lani là xe buýt đẹp nhất thế giới luôn đó. Mọi người bị làm sao vậy hả? Thật vui vì các bạn nhỏ đã vui vẻ lại. Những bé xe buýt nhỏ và hết giờ đã là gia đình quý giá của nhau rồi. Anh hùng thành phố Tayo và Duri. Những chiếc xe buýt nhỏ đang cùng nhau xem TV buổi tối. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng có mơ ha. Đứng lại đó. Tuyệt vời, là Piper. Hãy nhận lấy, chúng lửa đây. Đi nào, móng vuốt lửa của ta. Tuyệt vời. Em có sao không hả? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi thoát dễ dàng như sao? Cứ chờ đó, hãy giúp mình đi, Firebird. Đừng có lo, tên lửa tăng cường đã kích hoạt rồi. Tuyệt vời, là Firebird kìa. Tia laser. Chúng ta lại làm được rồi. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ. Thật là ngầu quá đây à. Tayo và Duri đã rất ấn tượng với siêu anh hùng trên TV. Hãy nhận lấy băng. Fireball chắc chắn là người tuyệt vời nhất. Làm sao để lấy cái kẹp tóc của mình bây giờ? Ôi không, để mình giúp cho. Duri, nhận lấy đi nè. Được rồi. Của bạn đây. Cảm ơn Duri. Đừng có đến đây. Tia laser. Firebird lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất. Tayo, cứu tụi mình với. Duri, lên xe nhanh nào. Cảm ơn Tayo. Được rồi, đi thôi.
gì mà phải cảm ơn đâu. Gọi mình bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ nha. À, mình biết rồi. Hai bạn thật là giống Fireball và Firebird vậy. Fireball và Firebird. Tụi mình sao? Wow. Sao hôm nay ta vô lại tới sân chơi trễ vậy? Ơ, nè, nhìn kìa. Tụi mình là siêu anh hùng của thành phố Fire Tiger. Fire Fury. Gọi tụi mình bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ. Gì chứ? Hả? Siêu anh hùng của thành phố sao? Ờ, mọi người nghĩ sao? Nhìn tụi mình có oai không? Và chúng mình có cả những vũ khí tuyệt vời nữa. Là tia laser đó nha. Đây nè, súng lửa. Nó lạnh quá à. Các cậu làm cái gì vậy? Mình xin lỗi, mình không cố ý bắn vào cậu đâu. Cái gì vậy? Nhìn hai cậu mắc cười quá. Gì chứ? Sao hai cậu lại cười nhạo bọn mình chứ? Hai cậu chẳng giống siêu anh hùng chút nào hết. Làm sao các cậu cứu được người với mấy thứ vớ vẩn đó chứ? Tụi mình có thể đó. Chờ đó, tụi mình sẽ cho các cậu thấy tụi mình làm được những gì. Speed sai. Sao họ lại dám cười tụi mình chứ? Đừng lo mà thay vô. Một khi chúng ta làm được việc thì họ sẽ biết chúng ta là ai. Đúng vậy. Giờ hãy đi tìm xem có ai cần giúp đỡ không nha. Tụi mình sẽ giúp đỡ hết sức. Tayo và Duri bắt đầu tìm kiếm quanh thành phố để xem có ai cần dịch vụ anh hùng không. Không có đâu cháu. Em là Fire Tayo và em sẽ làm mọi thứ giúp đỡ cho anh. Vậy sao? Em có thể làm được gì? Anh nhìn nè, tên lửa tăng cường đã được kích hoạt rồi. Có chuyện gì vậy? Mau dừng lại đi. Mau dừng lại đi. Ôi không, em xin lỗi nha. Mọi người chỉ toàn tức giận với mình. Mình biết. Tao vô. Anh nghe nói hai đứa sẽ giúp bất cứ việc gì hả? Dạ phải. Dạ. Em cần anh yêu cầu thôi. Vậy thì hai đứa hãy giúp bọn anh nha. Dạ được. Đây là nhiệm vụ đầu tiên nè. Tên lửa tăng cường đã kích hoạt rồi. Phải làm việc trong thời tiết nóng này rất mệt. Cảm ơn hai đứa. Duri, em có thể mắng nước không? Thật là sợ quay. Cái gì vậy? Fireball mà chỉ đi làm mát thôi sao? Tụi mình là siêu anh hùng của thành phố. Tụi mình sẽ giúp bất cứ việc gì. Hai đứa à? Hả? Giúp anh có được không? Dạ được chứ. Anh đang trên đường tới một buổi phỏng vấn rất quan trọng, nhưng cà vạt của anh lại bị dơ rồi. Hai đứa giặt giúp anh có được không? Dạ. Wow, cảm ơn hai đứa nha. Ai đó làm ơn giúp mình với. Có chuyện để giúp rồi kìa. Đi thôi nào. Nè, bạn bị sao vậy? Lấy cây lá ra giúp mình với. Mình đang thi kỳ thi cấp phép mà mình không thể tập trung được. Hả? Nè, giờ bạn thấy ổn chưa? Đỡ hơn rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì đâu. Tụi mình toàn nhận những việc tầm thường thôi à. Có gì nghiêm trọng mà chúng ta có thể làm không? Giờ đã. Hai đứa sẽ giúp mọi người tất cả mọi chuyện đúng không? Dạ đúng là vậy ạ. Tuyệt. Có một việc vô cùng quan trọng và chỉ cần hai đứa giúp đỡ đi nè. Thiệt sao? Nghe câu này thì có vẻ đúng rồi đó. Duri. Nhận là sáng thiệt đó. Chị muốn luyện tập suốt cả đêm để chuẩn bị cho giải vô địch sắp tới. Nhưng mà trời thì lại tối rồi. Vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Như vậy mà làm việc quan trọng gì chứ. Xe buýt nhỏ ta vô. Chưa đi, hôm nay chúng ta hãy tiếp tục hành động như các anh hùng nào. Được. Các cậu. Các cậu tự nhận là anh hùng thành phố, vậy các cậu đã làm được gì rồi? Mình không nghĩ các cậu đã làm được gì. Có chứ, hôm qua tụi mình đã rất bận rộn làm việc đó nha. Đúng vậy đó. Có sao, vậy các cậu đã làm được gì? Tụi mình làm mát cho các máy móc công nghiệp nặng nè. Và giúp cho vận động viên cầu lông luyện tập nữa. Tụi mình còn giặt cà vạt và nhặt giúp cái lá trên mặt một chiếc xe nữa đó. Chỉ có vậy thôi hả? Anh hùng ít nhất phải như kia kìa.
Fireball, tập tiếp theo tìm kiếm công chúa mất tích. Đã đến lúc hành động rồi, Firebird. Thấy chưa, anh hùng là phải được như vậy kìa kìa. Mình cũng biết chứ. Tayo, Dory, công chúa của mình bị mất tích rồi. Tìm công chúa giúp mình đi. Công chúa sao? Được rồi, tụi mình tới ngay. Thấy chưa, tụi mình là anh hùng đó nha. Xin lỗi nha, tụi mình bận lắm. Đi thôi nào. Có cái gì đó sai sai. Cái gì? Một con mèo. Ừ, đúng rồi, đây là công chúa của mình đó. Làm ơn tìm giúp mình đi. Mình tưởng là công chúa thật kìa. Hóa ra là tên của một con mèo. Thôi nhớ, nhưng mình nghĩ là việc này cũng có vẻ anh hùng đó. Đúng vậy, chúng mình phải tìm cho ra công chúa chứ. Bạn đừng lo, tụi mình sẽ đi tìm liền. Thiệt hả? Mình cảm ơn nha. Công chúa à. Bạn ở đâu vậy? Cậu nghĩ công chúa đang ở đâu? Mình không biết nữa. Hình như đó là công chúa thì phải. Mình thấy vậy, mau đuổi theo chiếc xe đó đi. Bye, Dory, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Phải ở Tayo, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Mau đứng lại đó. Chạy phải nhìn đường chứ. Đứng lại. Bước chạy đỏ kìa. Xe ở đằng trước, dừng lại ngay. Đuổi theo kịp rồi. Sao vậy cháu? Cháu biết chú đã trộm con mèo. Mau trả lại đây. Một con mèo. Cháu đang nói đến con mèo này đúng chứ? Đó là con dồi bông mà. Tayo, em đã vượt đèn đỏ đó. Tại sao em lại làm vậy? Thực ra thì tụi em nghĩ họ đang giữ con mèo bị mất nên mới đuổi theo đó anh à. Đó không phải là công chúa sao? Đây chính là con mèo mà tụi em đang tìm. Làm sao anh có được nó? Là do có người báo mất nên bọn anh chỉ làm công việc của mình mà thôi. Nhưng mà tại sao các em lại tìm nó vậy? Dù sao thì bọn anh cũng sẽ đưa em mèo về nhà, cho nên các em có thể đi được rồi. Dạ được. Cuối cùng thì Tayo và Dury quyết định ngừng chơi trò chơi anh hùng. Tụi mình chẳng bao giờ là Fireball và Firebird được hết. Có lẽ không phải ai cũng có thể làm anh hùng được đâu. Đúng vậy. Chào Tayo. Wow, anh chị là Tayo, Dury. Nhờ có sự giúp đỡ của hai em mà anh đã phỏng vấn thành công. Còn chị thì đã giành được huy chương vàng trong giải đấu rồi. Thiệt sao? Chúc mừng anh chị. Chào hai bạn. Chẳng phải bạn là chiếc xe hơi nhỏ hôm trước sao? Mình đã vượt qua kỳ thi cấp phép rồi. Tất cả là nhờ hai bạn đã lấy cái lá ra giúp mình. Tuyệt vời. Hai đứa. Anh Max. Anh có thứ này muốn cho hai đứa coi nè. Muốn đi không hả? Nhìn đi. Tòa nhà mà bọn anh xây dựng trước đây đã hoàn thành rồi kìa. Bọn anh đã không thể hoàn thành nếu như các em không tới quạt mát cho các anh. Đúng vậy, khi đó thời tiết vô cùng nóng nực luôn. Em đã nghĩ tụi em chỉ làm toàn mấy chuyện tầm thường thôi. Nhưng những thứ này là nhờ tụi em giúp đỡ sao? Không hề tầm thường một chút nào đâu. Các em đã giúp cho mọi người rất nhiều. Các em là những anh hùng tuyệt vời nhất. Anh hùng tuyệt vời nhất. Đúng vậy. Bất cứ khi nào cần thì hãy gọi cho tụi em nha. Tuy Tayo và Dory chỉ làm những việc nhỏ nhưng lại giúp đỡ rất nhiều cho mọi người, nên hãy tiếp tục làm việc tốt nha. Lời hứa của Tayo. Tayo đang thả những vị khách cuối cùng trong ngày xuống xe. Tạm biệt quý khách. Tạm biệt. Xong rồi. Giờ mình phải đi gặp Dory thôi. Bạn đã quên là hôm nay sẽ đi chơi với mình sao? Đương nhiên là không quên rồi. Vậy hẹn bạn ở trạm sau nha. Hôm nay sẽ chơi gì đây ta? Đường kẹt xe quá vậy. Mình sẽ bị trễ mất thôi. Có một tai nạn ở ngã tư đường. Nghe nói có một xe bị trượt bánh, cho nên mới bị kẹt xe như vậy. Có tai nạn sao? Ôi không, Dory đang chờ mình tới kia mà. Sao Tayo vẫn chưa đến vậy ta? Dory, đến giờ phải về nhà rồi đó con.
Nhưng Tha Vô vẫn chưa đến chơi với con mà mẹ. Bây giờ cũng đã trễ quá rồi, chúng ta về thôi con. Dạ được. Duri không có ở đây, chắc trễ quá nên cậu ấy đã về rồi. Mình xin lỗi mà đường kẹt quá nên mình không thể nào đi nhanh hơn được. Mình đã chờ rất là lâu đó. Giờ bạn mà muốn gì thì mình cũng sẽ làm cho bạn hết. Gì cũng được. Phải. Vậy bạn có thể cho mình đi xe cứu hỏa không? Xe cứu hỏa sao? Phải, mình đã được học ở trường và mình muốn ngồi trên xe đó. Mình biết rồi, được thôi. Thiệt hả? Mình có thể đi xe cứu hỏa sao? Ừ, chắc sẽ ổn thôi mà. Mình sẽ thử nói chuyện với anh Frank. Yeah, thích quá đây à. Judy. Thôi vô. Chuyện đó sao rồi? Bạn nói với anh Frank chưa? Rồi, anh ấy nói ngày mai sẽ chở bạn đi một vòng từ trạm cứu hỏa. Thiệt hả? Wow, thích thiệt đó. Bạn được đi xe cứu hỏa rồi. Thôi vô, cậu là số 1, cảm ơn cậu. Có gì đâu. Hôm sau, Tayo và Duri đã ghé trạm cứu hỏa để gặp Frank. Wow, vậy ra đây là trạm cứu hỏa sao? Nhưng sao mình không thấy anh Frank? Chắc anh ấy vẫn đang làm việc đó mà. Tụi mình ngồi chờ ảnh một chút đi. Hy vọng anh ấy sẽ về sớm. Chắc Tayo và Duri đang chờ mình. Phải nhanh lên thôi. Tayo, khi nào thì anh Frank mới về? Mình nghĩ anh ấy sẽ sớm về thôi mà. Cậu có chắc là đã bàn bạc chuyện này với ảnh không đó? Đương nhiên rồi, nếu tụi mình ráng chờ thêm một chút nữa thì... Nhưng anh ấy không có đến. Duri à, mình về đây. Gì chứ? Duri, chờ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Không, mẹ mình chắc là đang lo lắm. Ôi không, có vẻ Duri rất thất vọng về chuyện này. Em về rồi. Tayo, hôm nay em có hẹn với Frank đúng không? Sao chị biết được vậy? Lúc nãy cậu ấy có đến chỗ của chị để sửa xe đó. Cậu ấy gặp phải tai nạn do bị trượt và ngã trên đường. Hèn chi. Ngày mai em sẽ giải thích cho Duri hiểu chuyện này mới được. Nhưng chị cảm thấy chuyện này rất lạ, là từ trước đến nay Frank chưa bao giờ bị ngã như vậy hết đó. Duri, Duri. Hả? Sao vậy Tayo? Hôm qua anh Frank không tới được vì anh ấy bị tai nạn đó. Thật sao? Phải, chắc bạn đã thất vọng lắm, có đúng không nào? Một chút thôi. Hay bạn đưa ra yêu cầu về chiếc xe khác đi. Chiếc xe khác hả? Hay là xe cảnh sát vậy? Wow, nghe tuyệt đó. Mình cũng rất là thân với anh Pat. Nếu mình nhờ chuyện này, anh ấy sẽ đồng ý cho mà coi. Cậu chắc chắn chứ? Đương nhiên, đừng lo về chuyện đó. Được rồi, vậy hẹn ngày mai ở đây sau giờ học nha. Đồng ý luôn. Judy. Hả? Các bạn, bạn đi xe cứu hỏa chưa? Có thích không? Thật ra mình vẫn chưa được đi. Nhưng tại sao? Vậy mà bạn làm mình hào hứng theo luôn. Bạn lừa tụi mình có đúng không hả? Vậy chứ. Ngày hôm qua bạn nói khác mà. Mình không nói dối, là do anh Frank gặp tai nạn. Bù lại mình sẽ được ngồi xe cảnh sát. Xe cảnh sát sao? Có thiệt không đó? Mình sẽ sớm gặp anh ấy. Không tin thì các cậu cứ việc đi theo. Thật hả? Tuyệt vời. Tayo, lần này cậu phải đưa được anh ấy tới đó nha. Xe buýt nhỏ Tayo. Em muốn anh chở Dory sao? Dạ, chỉ một chút thôi mà anh. Được rồi, chỉ một chút thôi đó. Tuyệt vời, cảm ơn anh nhiều lắm. Pat. Có tai nạn xảy ra ở ngã tư rồi kìa. Hả? Một số xe lại bị trượt bánh. Không hiểu sao cứ xảy ra những tai nạn như vậy hoài nữa. Anh xin lỗi Tayo, lần sau anh sẽ giúp em nha.
đi thôi. Được rồi. Anh Phát, sao lại? Làm sao đây? Jury sẽ lại thất vọng lắm cho mà coi. Mình phải đi hỏi những chiếc xe khác thử coi sao. Sao ta vô vẫn chưa đến vậy? Cậu ấy sẽ tới sớm thôi. Bạn có chắc là sẽ tới không đó? Chắc chắn là vậy. Tayo, sao cậu vẫn chưa tới nữa? Trong lúc đó, Tayo lại đang đi vòng quanh để hỏi những xe khác để giữ lời hứa với Jury. Hết, chị xin lỗi, không thể được rồi. Anh có nhiều việc phải làm lắm. Bố, anh đang bận, xin lỗi nha. Trời đất ơi, mình lại thất hứa lần nữa rồi, phải làm sao đây? Ai, sao Tayo vẫn chưa đến nữa? Tụi mình phải chờ bao lâu nữa đây? Chuyện đó. Jury. Tayo. Mình xin lỗi vì bắt bạn phải chờ nha. Ôi, xin chào. Gì đây? Đó đâu phải là xe cảnh sát. Anh Phát bận quá nên mình nhờ anh Iracha đến thay đó mà. Chuyện gì vậy nè? Vậy là không có xe cảnh sát hả? Mình cũng không biết sao nữa. Thấy chưa? Mình biết ngay mà. Thôi chúng ta về nhà đi. Các cậu nè. Bọn trẻ đi rồi. Jury, bạn cho mình giải thích nha. Cậu đã phá hủy tất cả. Cậu đã nói hôm nay sẽ giữ lời hứa. Cậu là đồ nói dối. Gì chứ? Cậu chưa bao giờ giữ lời hứa. Nhưng mình đã tìm cách đưa Iracha tới đây thay rồi mà. Cậu nói mình sẽ ngồi xe cảnh sát. Iracha đâu phải là xe cảnh sát. Mấy đứa, nếu như không cần anh nữa thì anh đi trước nha. Tạm biệt. Anh Iracha. Jury, bạn không nên cư xử thô lỗ như vậy. Là cậu bắt đầu chuyện này trước mà. Mình đi về đây. Được thôi. Là mình mất mặt trước bạn bè. Tayo thật là tệ. Jory. Bạn không sao chứ? Hả? Không phải đây là dầu sao? Dầu hả? Cậu ấy gặp tai nạn do bị trượt và ngã trên đường. Không hiểu sao dầu này cứ xảy ra những tai nạn như vậy. Đúng rồi, là tại thứ dầu này hết. Tayo, sao vậy? Lý do gần đây liên tục có tai nạn xảy ra là do dầu của Iracha làm rơi xuống đường đó. Hả? Jury, chúng ta hãy cùng đi theo anh Iracha. Được thôi. Chúng ta phải tìm anh ấy thật nhanh mới được. Tayo, cẩn thận. Suýt chút nữa là mình bị trượt vì đống dầu này rồi. Mình phải luôn cẩn thận. Không biết anh ấy đi đâu nữa. Anh ấy kìa. Tayo, mở cửa cho mình. Iracha đang ở bên kia. Mình sẽ đi đường tắt, còn cậu tiếp tục đuổi theo anh ấy nha. Được rồi. Em xin lỗi, là tại em hết. Không sao đâu, em đâu cố ý làm vậy. Chị đã vặn kỹ nắp thùng rồi, cho nên dầu sẽ không bị nhỏ ra đường nữa đâu. Anh rất là vui vì chúng ta đã biết được nguyên nhân của các vụ tai nạn. Tất cả là nhờ Tayo và Jury, mấy đứa nhỏ giỏi quá. Dạ, dạ không có gì. Chúng ta phải thưởng cho hai đứa vì đã lập được công lớn. Em có muốn làm điều gì không hả? Phần thưởng sao? Em có một yêu cầu đó. Wow, nhìn cậu quá đi. Chào các em. Toàn bộ các em sẽ được ngồi từng chiếc xe này trong ngày hôm nay đó. Tất cả là nhờ Jury và Tayo. Wow, tốt thiệt không? Jury là số 1. Ai đó nói mình là kẻ nói dối mà ta. Mình xin lỗi chuyện hôm qua. Mình cũng xin lỗi Jury. Có gì đâu. Giờ thì cùng ngồi trên những chiếc xe tuyệt vời này thôi. Hay quá, hay quá. Thật vui khi thấy các bạn ấy như vậy.
Thật vui khi thấy hiểu lầm giữa những người bạn đã được giải quyết. Yuri và những người bạn của mình đã được ngồi trải nghiệm trên những chiếc xe tuyệt vời. Chuyến đi vào thành phố của Cuckoo và Cham. Những chiếc xe ở nông thôn đang tụ tập và trò chuyện cùng với nhau. Có tin tốt cho mấy đứa đây. Dạ. Mấy cậu xe buýt nhỏ đã gọi điện hỏi xem mấy đứa có muốn lên thăm họ không. Wow, thiệt hả chú? Chúng ta có thể chơi thật vui với mọi người rồi. Nhưng chú không thể để mấy đứa đều đi hết như vậy được. Cần có một trong ba đứa phải ở lại đây. Sao chứ? Giờ phải làm sao đây? Vậy cháu sẽ ở lại. Lần trước em đã đi rồi mà. Lần này các anh có thể đi. Chú nghĩ như vậy có vẻ hợp lý đó. Em có chắc là để tụi anh đi không đó? Chắc chứ, nhưng các anh nhớ cẩn thận. Các anh sẽ thấy rất lạ lắm vì thành phố khác với chỗ này lắm. Ôi trời, nhưng mà sao anh lo quá. Không có em, lỡ như bọn anh bị lạc đường thì sao đây Nana? Lần đầu tiên bọn anh đến đó mà. Đừng lo lắng chứ Trang. Nana đã đến đó một mình, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Mình sẽ lo liệu hết, nên cậu chỉ cần đi theo mình thôi. Được rồi, mình tin vào cậu đó nha, Cuckoo. Để coi thành phố khác chỗ này ra sao, đằng nào mình cũng sẽ ổn cả thôi mà. Hôm nay Cuckoo và Cham sẽ tới phải không chị? Ha, đúng vậy, chị nghe nói họ đã đi rồi và khoảng chiều nay sẽ tới. Mà đi rồi sao? Tụi mình nhanh đi làm rồi về nào. Được thôi. Hẹn gặp lại sau. Cuckoo và Cham cuối cùng cũng đã đến thành phố. Wow. Hóa ra đây là thành phố hả? Cham. Chạy xe thì phải nhìn đằng trước chứ. Cậu cũng phải chạy cho đúng làn đường quy định nữa đó. Mình xin lỗi nha, mà hình như là bọn mình đến hơi sớm thì phải á. Vậy tụi mình có nên đi dạo thêm một chút nữa không? Nhưng bọn mình cần phải đi gặp các xe buýt nhỏ trước chứ. Không sao đâu. Cậu nghĩ coi, một khi họ biết tụi mình không gặp vấn đề gì mà còn tự vui chơi được thì họ sẽ ngạc nhiên đó. Vậy hả? Trước tiên tụi mình hãy đi đổ xăng cái đã. Được được, dù gì thì mình cũng sắp đói rồi đây. Đằng trước có trạm xăng rồi kìa. Wow, cậu tìm ra nhanh thật đó. Thấy chưa, chẳng có gì phải e ngại thành phố hết. Đi thôi. Được thôi. Thì ra trạm xăng của thành phố là như vậy. Cả cái vòi bơm xăng cũng đẹp nữa. Nhưng mà sử dụng thế nào đây ta? Chào quý khách. Làm hết hồn à. Cậu làm gì mà sợ dữ vậy? Nhóc ấy chắc là người đổ xăng đó. Giờ nhìn mình đây nè. Chào cậu, cậu có thể đổ xăng giúp mình được không? Mình hỏi là cậu đổ xăng giúp mình được không? Không có phương tiện để đổ xăng. Hả? Sao cậu ấy trốn đi vậy? Cậu phớt lờ mình đó hả? Bọn họ đang làm gì vậy ta? Bắt đầu đổ xăng. Sao họ lại nhìn mình như vậy chứ? Không lẽ là mặt mình dính gì hả ta? Gì chứ, cô ấy cứ đứng đó mà đổ xăng được rồi. Sao nó không đổ xăng cho mình? Bắt đầu đổ xăng. Gì vậy? Đau quá à. Yêu cầu xem lại vị trí đổ xăng. Cậu có chịu xin lỗi mình không? Cuckoo, cái gì? Đừng có nổi nóng như vậy. Mấy đứa nhóc thành phố đúng là không có thân thiện gì hết đó. Đúng vậy, có lẽ họ chẳng còn thích nói chuyện nữa. Mà Cuckoo nè, tại sao họ lại trồng cây ở giữa đường như vậy chứ? Chắc là để cho các xe được nghỉ ngơi với bóng râm khi mệt đó. Thiệt hả? Chắc là vậy. Wow, đúng là có chiếc xe đang nghỉ ở đằng kia. Cậu thông minh thật đó, Cuckoo. Cái gì cậu cũng biết hết à. Mình chỉ bịa ra nói đại mà cũng đúng thật. Cuối cùng thì thành phố cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Ôi không, mình lại bị tắt máy rồi. Chắc động cơ đã bị hư nặng. Tại sao các xe được xếp hàng hết vậy?
có chuyện gì sao? Hãy đến hỏi chiếc xe phía trước đi. Cha mà, xe thành phố không thích nói chuyện đâu. Có nhớ mình đã nói gì với cậu không? Phải rồi ha. Chắc là phía trước có vài thứ thú vị để coi đó mà. Chắc vậy nên mọi người mới xếp hàng để được coi á. Cứ đợi rồi lát nữa mình cũng sẽ được coi thôi. Chúng ta đi được rồi. Cuối cùng cũng được lên phía trước. Cậu nhìn kìa cha. Rocky đang tham gia vào việc điều tiết giao thông ở ngã tư đường. QQ ơi, anh đó đang làm cái gì vậy? Chắc là anh ta đang nhảy đó. Vậy là mọi người xếp hàng xem anh ấy nhảy hả? Thấy chưa, mình nói đúng mà. Hình như là hồi nãy mình gặp họ rồi thì phải. Hình như anh ấy đang nói gì với tụi mình đó. Anh ấy kêu tụi mình nhảy theo hay sao? Quá đi thôi. Sao hai đứa không chịu đi? Không biết là họ đang làm gì ở đó vậy ta? Không biết nữa. Hai người đang làm cái gì vậy? Đi ra đi con. Sao mà đứng ngoài vậy? Đi đây. Từ từ bình tĩnh đi. Xe trong thành phố đúng là mất kiên nhẫn mà. Đúng vậy á. Xe buýt nhỏ xa vô. Wow, vui thiệt đó. Có Cuckoo đi cùng với mình dạo quanh thành phố đúng là thú vị thật. Nhớ mình đã nói gì không? Thành phố cũng chẳng có gì khác đâu. Đúng thiệt. Nhìn kia Cuckoo. Có một bức tranh tuyệt đẹp ở đây nè. Cậu có muốn thử đi vào trong không? Có chứ. Này lớn thiệt. Cậu nghĩ nơi này dùng để làm gì vậy? Ở thành phố có một sân chơi dành cho xe đó. Nó rất là to. Trời ơi là to luôn. Và đặc biệt còn có cầu trượt nữa. Đúng rồi, đây chính là sân chơi cho tụi mình đó. Mình chơi ở đây một chút đi ha. Yahoo. Nhưng mà nó hơi sập sệ so với mình tưởng tượng. Sam. Hả? Sao cậu còn đứng đó làm gì? Qua đây chơi đi. Được thôi. Lại là bọn họ nữa. Nhưng mà chơi trong đó thì nguy hiểm lắm. Chắc là mình phải ngăn họ lại mới được. Dory, xin lỗi em. Nhưng anh hơi vội đó. Phiền em chạy nhanh hơn một chút nha. Dạ được. Không biết là họ có ổn không ta. Wow. Cham, cậu có thích chơi thử cầu trượt ở đây không hả? Nhưng mà nhìn nó có vẻ hơi nguy hiểm á. Có gì đâu. Mình lên trước đây. Mình đi xuống được không vậy? Chưa gì cậu đã sợ rồi hả? Có chuyện gì vậy? Sam, cậu ổn chứ hả? Cái gì đây? Ôi không, mình không thể di chuyển được. Ta phải làm sao đây? Cuối cùng cũng xong việc rồi. Nutri. Thôi vô. Cậu đang về nhà hả? Bạn mình mới ở quê sắp lên chơi nên mình muốn về thật nhanh đó mà. Ra vậy. Đúng rồi. Hôm nay mình thấy mấy chiếc xe mắc cười lắm. Xe mắc cười hả? Phải. Họ nói chuyện với robot đổ xăng. Chưa hết đâu, họ còn cư xử kỳ cục ở ngã tư đường nữa. Thực ra thì mình thấy hơi lo vì hai người họ đang chơi ở công trường xây dựng đó. Thiệt hả? Mà bọn họ nhìn ra sao vậy? Một chiếc xe buýt họa tiết màu xanh và một chiếc xe tải cũ có vẻ ngơ ngơ. Đúng rồi. Đó là Cuckoo và Cham đó. Bọn mình phải làm sao đây? Mình không biết nữa. Lỡ như chúng ta bị kẹt mãi mãi ở đây thì sao hả? Cuckoo, Cham. Các cậu ổn chứ hả? Ta vô.
chút nữa là các em có thể gặp rắc rối lớn đó. Cảm ơn chị đã cứu tụi em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mà mình hỏi một chút nha, sao các cậu lại chơi ở công trường xây dựng vậy? Công trường xây dựng hả? Nó không phải là sân chơi hả? Ở gì vậy? Vậy ra các cậu tưởng công trường xây dựng là sân chơi hả? Không có gì xấu hổ đâu cu cu, chỉ là các em không biết thôi mà. Tỏ ra cái gì mình cũng biết thì còn tệ hơn nữa đó. Cũng chính vì vậy mà các cháu mới phải gặp nguy hiểm. Xin lỗi cậu Cham, vì mình mà cậu phải gặp rắc rối rồi. Ý cậu là sao vậy? Hôm nay mình đã chơi rất vui mà. Lúc nào cu cu cũng là người bạn đáng tin cậy nhất của mình. Cham. Giờ thì các cậu có muốn đi chơi sân chơi thực sự không nè? Đương nhiên rồi. Trời. Đi thôi. Mình nhờ các cậu một chuyện, các cậu giữ bí mật chuyện này với Nana nha. Gì chứ? Cu cu đã nhận ra là cậu ấy phải thành thật khi không biết, hơn là tự nhận mình biết những chuyện mình không biết.